Tập 19. Hàn Tuấn, ngươi còn mặt mũi nào xuất hiện ở đây sao? Nếu như lần trước không phải ngươi làm việc thất bại thì đâu cần ta đích thân ra tay. Độc Dương nói đúng, lần trước là lỗi của ta, lần này Độc Dương đích thân ra tay, chắc chắn sẽ bắt được Từ Quan Hoài. Điều này không cần nói đâu, thì ta cũng biết rồi. Ta chỉ hỏi ngươi, tại sao ngươi xuất hiện ở đây, hơn nữa còn lén lút đúng ở chỗ tối chứ? Chẳng lẽ ngươi muốn rút công sao? Độc Dương đại nhân, sao ta lại dám có suy nghĩ xấu xa này chứ? Lần này ta đến đây là biết rằng Độc Dương đích thân ra tay, nên ta muốn đi theo Độc Dương, muốn góp phần một chút sức lực thôi mà. Góp phần sức lực sao? Chỉ cần ngươi không làm hư chuyện của ta thì ta cảm ơn trời đất rồi. Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất ngươi đừng làm hư chuyện của ta. Độc Dương dạy bảo rất phải. Tiểu gái, các ngươi mau rời khỏi đây đi, nếu bị phát hiện ra ta lột da các ngươi đấy. Dừng. Tiểu gái, Tiểu Ngải, Tiểu Ngải, Long ca ca, ta ở đây. Tại sao mùi chạy lung tung thế? Mùi biết ngoài kia nguy hiểm lắm không? Nếu như người dân tìm thấy mùi thì họ sẽ gây phiền phức cho mùi đấy. Chính là vì họ hiểu lầm ta nên ta muốn ra đây tìm thuốc giải độc giúp họ. Như vậy họ sẽ không nói là ta là sao chổi nữa. Tiểu Ngải, ta mặc kệ họ nói gì, dù sao thì ta cũng tin mùi. Hay là mụ đi với ta đi, để mụ rời khỏi đây, rời khỏi nơi bậc tình bạc nghĩa này. Long ca ca, sao chúng ta có thể đi lúc này chứ? Nếu tôi đi rồi thì không phải là gián tiếp thừa nhận ta chính là sao chổi sao? Cũng chính là người thả những con rắn độc đó ra. Tiểu Ngải, mụi còn không hiểu sao? Nếu bây giờ không đi thì Long ca ca không bao giờ được mụi đâu. Bây giờ quân đội tốt nhất của ta cũng... Quân ấy sao rồi? Quân ấy nghi ngờ mụi. Ta còn vì chuyện này mà cãi nhau với quân ấy đấy. Nếu như thế thì Tiểu Ngải càng không thể đi. Ta không thể để Long ca ca bất kỳ như thế, cũng không thể nào để Long ca ca và Tử Quan Hoài ca ca vì ta mà trở mặt với nhau như vậy. Tiểu Ngải, mùi thật là ngây thơ rồi. Long ca ca, quân tin ta đi. Bây giờ chúng ta trở về, sau một thời gian mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi. Long ca ca, quân vào đây đi. Ca ca, tỷ tỷ, bọn ta về rồi. Vậy thì tốt rồi. Long Dật à, ta đây không có khuyết điểm gì. Khuyết điểm duy nhất của ta chính là cái miệng không tốt thôi, thích nói lung tung. Ta xin lỗi đệ vì chuyện lúc nãy, nên là đệ đừng để bụng nhé, được không? Được không vậy? Đệ đấy, đừng giận nữa. Giận gì mà giận chứ? Sau này cô đừng nói lung tung như vậy nữa. Được rồi, không nói nữa. Nếu như lần này ta xuất sai còn nói bậy thì ta sẽ đánh miệng cô đấy, có được không? Ai biểu cô nói bậy chứ? Dán miệng lại đi. Rốt cuộc cô lại, cô không phải là Tiểu Ngải mà tôi quen biết rồi. Đáng lẽ ta muốn tiếp tục giả bộ, nhưng mà bị các người phát hiện rồi. Rốt cuộc cô lại đây, cái tên chỉ là biệt hiệu thôi. Nếu thật sự muốn biết ta là ai thì các người có thể gọi ta là Tử Đằng Qua. Chẳng lẽ cô chính là thuộc hạ của Cao Công Công ở Đông Sưởng? Tử Đằng Qua được xưng là Độc Dương. Chẳng lẽ trong thời gian này cô đi lừa ta sao? Xin lỗi, Long ca ca của ta. Đáng lẽ ta tính không bao giờ nói ra, đến hôm nay
đã bị các người phát hiện ra rồi. Giang hồ đồn rằng Tử Đằng Hoa tuy rằng đã quá 40 tuổi nhưng vẫn còn khuôn mặt trẻ con. Đó là vì cô lúc nhỏ trong cơ thể cô đã có một loài độc mà không ai đụng vào cô được. Tuy rằng có một khuôn mặt xinh đẹp nhưng cả đời này đều không thể kết hôn sinh con được. Không ngờ người biết khá nhiều nhỉ. Nhưng tiếc rằng người sống không còn lâu nữa. Ta có thể sống bao lâu thì ta không biết được, nhưng ta chắc chắn là có thể sống lâu hơn cô đấy. Những con rắn độc này đều bị ngươi thu hút đến đây đấy. Ta còn tưởng rằng Quynh là một người ngây ngô, đã tin những lời ta nói ra và không nghi ngờ ta một chút nào. Nhìn ta đi, là ta làm đó. Sau khi Quynh nhìn ông Giật ra ngoài, rốt cuộc sẽ ra chuyện gì? Quynh ấy vừa trở về hô to muốn được Tiểu Ngải ra khỏi đây. Ta nghi ngờ Tiểu Ngải có vấn đề. Ta đã nói với để ý suy nghĩ của ta. Kết quả thì sao đây? Để không chịu nghe ta, còn cãi với ta nữa chứ. Bây giờ Quynh ấy rất tin Tiểu Ngải. Bây giờ Quynh nói những lời này, chắc chắn Quynh ấy sẽ không nghe đâu. Hơn nữa, chỉ là nghi ngờ thôi, không có một chứng cứ thực sự nào. Sao mà thuyết phục được Quynh ấy chứ? Ta nghĩ tai nghe không bằng mắt thấy. Nếu có thể nghĩ ra cách làm Tiểu Ngải lộ ra trước mặt Long Vật, như vậy thì mọi chuyện sẽ rõ thôi. Có rồi. Chúng ta thoa một chút máu chuột đến gần phòng của Tiểu Ngải để thu hút rắn độc, xem ra thì cô ta phản ứng thôi. Ý kiến hay đấy. Chiêu dẫn rắn ra khỏi hang thật quá hay. Nếu ta là người bình thường thì e rằng sớm đã chết dưới miệng rắn rồi. Nếu cô bị quan, bọn ta chắc chắn sẽ cứu cô. Tại sao cô lại lừa ta chứ? Ta nhìn thấy những con rắn độc đến gần cô thì lập tức xông đến cứu cô. Nhưng mà cô đã làm gì? Cô đã hút máu con rắn độc. Vốn dĩ cô không phải là Tiểu Ngải ngây thơ mà ta quen biết rồi. Cô chính là yêu nữ giết người không cảm xúc. Muốn trách thì có thể trách bản thân ngươi thôi. Ta tùy tiện nói vài câu thì ngươi đã nhẹ dạ cả tin rồi. Những dân làng chết quan ấy, ta phải báo thù cho họ. Sao vậy? Các người đừng nhà co nữa. Ta sớm đã bỏ độc vào cơ thể của các ngươi rồi. Thuốc độc này không màu, không mùi. Người càng có nội công cao cường thì càng độc hơn, và thâm vào càng nhanh hơn. Nhìn các người như vậy, e rằng các người không chống chịu được lâu đâu. Cô quả nhiên là một nữ nhân độc ác mà. Lý Hoại, nói đi, bản đồ kho máu đang ở đâu? Bản đồ kho máu gì chứ? Được, ngươi không nói phải không? Không sao đâu, ta có nhiều cách hành hạ ngươi thôi. Chắc rằng bây giờ ngươi hận ta lắm nhỉ? Chẳng lẽ cô là một người không tim không gan, không có tình cảm sao? Nếu ta gặp ngươi sớm hơn thì có thể có rồi. Tìm cứu binh, tìm cứu binh. Đi, mau đi thôi. Đi thôi. Thế nào? Người nói hay lắm mà, có phải không? Thật sự ta không có bản đồ kho báu. Có khí phách, ta muốn xem thử ngươi còn chống chọi được bao lâu đây. Thượng Quan Hoại, ngươi thật sự không biết bản đồ kho báu ở đâu sao? Nếu ngươi không đem ra thì tất cả bọn họ đều phải xuống chảo dầu đấy. Vì thiếu hiệp này, xin ngài đấy, hãy cứu cả làng chúng ta đi. Cứu chúng ta đi, ta vẫn chưa muốn chết đâu. Ta vẫn còn vợ con. Sinh mạng của họ đều đang trong tay của ngươi. Phải xem ngươi lựa chọn thế nào đây.
Hay là ta sẽ bắt đầu từ cô nương này. Thế nào, cô dám sao? Cô nương này là người yêu của ngươi sao? Ta nghĩ dung nhan cô nương này cũng được gọi là nghiêng nước nghiêng thành đấy nhỉ. Nếu tôi gạch nát mặt cô ta thì khuôn mặt xinh đẹp này e rằng sẽ biến mất. Người nói xem, người rốt cuộc thích cô ta vì quý hoài dung nhan hay là thích nhìn thấy cô ta xuống chảo dầu đây? Yêu nữ, không cần nói nhiều đâu. Ta và thượng quan hoại không có quan hệ gì cả. Cô không uy hiếp được cô nấy đâu. Vậy sao? Vậy thì ta thử xem nào. Tử Đằng Qua, là Quynh sao? Quynh chưa chết sao? Quynh chưa chết sao? Quynh chưa chết. Quan Nhi, ta chưa chết. Nhưng ta chẳng thà Quynh đã chết đi. Vậy thì hãy chính tay giết chết ta đi. Quynh tưởng ta không dám sao? Quay đầu lại đi. Quay đầu lại. Ngươi bảo ta quay đầu lại thế nào đây? Ta ra nông nổi thế này. Ngươi bảo ta quay đầu lại thế nào được đây? Ta ở đây đợi muội bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng đợi được. Đi, ta dẫn muội tới một nơi. Nào, rốt cuộc cô dẫn ta đi đâu vậy? Người tới thì sẽ biết thôi. Nếu để ta biết cô đang giả trò gì thì ta lập tức giết cô đấy. Nào, nơi đây là nơi đây là giấc mơ của ta làm cho muội. Muội sao vậy? Ta đã giết nó rồi. Ta đã giết nó rồi. Quan Nhi, Tịch Ca Ca, cô đừng qua đây. Ta cũng sẽ làm hại Quynh đấy. Quan Nhi, nếu vẫn không thể khống chế tốt độc khí trong cơ thể thì hãy đeo chiếc khăn tay này. Cái này là tơ tằm bằng băng đã bị ta tìm kiếm để dệt thành găng tay cho muội đấy. Đeo nó vào sẽ không sao đâu. Thật sao? Cứ thử xem. Muội xem, không sao phải không? Muội đợi nhé, ta sẽ nuôi một loài bướm. Nó sẽ không sợ độc tố trong người của muội đâu. Để muội không cần đeo găng tay cũng có thể sợ nó. Thịnh Ca Ca, Quynh không cần đối tốt với ta như vậy. Ta sợ có một ngày ta sẽ biến mất. Nếu thực sự đã định thế này thì ta thà biến mất còn hơn.
Ngốc à, hãy cho ta chút thời gian đi. Ta nhất định tìm ra cách thức trừ độc cho Mùi. Tới lúc đó, ta sẽ mang thuốc giải để hỏi cưới Mùi. Được ở bên Mùi suốt đời này là ta thấy mãn nguyện rồi. Xin ông cho ta được gặp Thịnh ca ca một lần thôi. Ta chỉ muốn hỏi thăm một câu. Không được. Hôm nay chính là ngày đại hỷ của Thịnh Nhi. Hắn có thể cho ngươi làm càng được sao? Không. Cô ấy từng nói cô ấy sẽ đem thuốc giải đến hỏi cưới ta. Sao cô ấy có thể kết hôn với người khác được chứ? Cô nương, nếu cô thực sự yêu nó, vậy thì hãy mau đi đi. Độc trong người cô sẽ giết hại nó chết mất đấy. Sao nó có thể cưới cô làm thế tử được chứ? Nhưng cô ấy nói cô ấy không để tâm. Cô ấy nói chỉ cần được ở bên cạnh ta là có thể sống tốt suốt đời này suốt kiếp rồi. Nhưng đó chỉ là lời nói nhất thời thôi. Sao có thể coi là sự thật được chứ? Lời nói chơi. Lời đã từng hứa. Một câu nói gọi là nói chơi thì có thể được sao? Ông cho ta vào đi. Ta chỉ hỏi một câu thôi. Đây rốt cuộc là ý của ông hay là ý của cô ấy vậy? Đừng hòng. Cô bảo cút đi. Đừng ở đây tự chút lấy dùng nhã nữa. Để ta vào. Để ta vào. Để ta vào. Thịnh ca ca. Thịnh ca ca. Mùi thử xem. Ta tưởng quên đã quên rồi. Ta chưa từng quên đâu. Nếu đã không quên, thế tại sao năm đó quên không đưa ta đi cùng? Không phải quên đã từng nói rồi sao? Quên không hề chê ta toàn thân có độc. Hơn nữa còn nói là sẽ mang thuốc giải đến giải độc cho ta, không phải sao? Những ngày tháng đó, ta luôn bị người trong nhà cấm túc. Cho dù là ngày kết hôn, cũng bị cha ta khống chế. Để đến khi ta khôi phục lại được ý thức rồi, mới phát hiện ra người ta lấy không phải là Mùi. Tối hôm đó ta đã tìm Mùi, nhưng nhà ta đột nhiên bị cháy lớn. Ta buộc phải ở lại để dập lửa. Mùi xem, ta bị bỏng như thế này rồi. Đợi sau khi vết thương lành lại, ta đi tìm Mùi. Nhưng Mùi đã bật âm vô tính. Cho nên ta đã ở lại nơi này, xây nên khu vườn này. Ta gọi nó là Tình Nhân Trại. Mùi có biết tại sao nó tên là Tình Nhân Trại không? Bởi vì muốn bản thân mình phải ghi nhớ rằng món nợ tình cảm này là ta nợ Mùi. Đúng là ý trời. Đúng là ý trời mà. Quỳnh có biết trần quả hoàng đó chính là ta đã gây ra không? Chảy rồi, mau cứu quả đi. Chảy rồi, đem nước tới đây. Mau cứu quả đi. Mau cứu quả đi.
Đương nhiên là ta biết. Lẽ nào Quynh không muốn giết ta sao? Tại sao ta lại muốn giết muội? Muội đã rất đáng thương rồi. Ta chỉ hận bản thân mình thôi, là không bảo vệ được muội, để cho muội trở thành con người như ngày hôm nay. Thì ra chúng ta đều thua rồi. Lần này coi như ta thắng được không? Muội hãy tha cho đám thương dân ngoài kia đi, họ không hề liên quan đến chuyện này đâu. Nếu sai thì là lỗi của ta thôi. Ta bằng lòng chịu trừng phạt của nàng. Chúng ta sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi, chẳng có chút tình cảm nào hết. Cô đừng hòng cho mình là đúng nữa. Nếu Quynh thật sự có lòng thì năm đó ngay từ đầu tại sao Quynh không tới tìm ta? Là không dám, hay là cảm thấy không bỏ được thâm thù đầy hận gì năm đó? Ta đã thiêu rụi nhà Quynh, khiến 18 người trong nhà Quynh đều bị thiêu chết. Không phải là ta không dám. Mà là ta không có dũng khí. Lúc đó ta một lòng muốn chết, nhưng lại được người khác cứu. Ta vẫn luôn chờ đợi, để đến khi ta lấy được dũng khí để đi tìm muội. Nhưng không ngờ vừa mới đợi mà đã 10 năm rồi. 10 năm rồi. 10 năm rồi. 10 năm, cái gì cũng có thể thay đổi, cái gì cũng có thể chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Được gặp lại muội như ngày hôm nay, cuộc đời này chẳng còn điều gì chiếu dấn nữa rồi. Thịnh ca ca, Quynh vốn dĩ nên chết trong vụ quả hoạn đó. Xem ra Độc Dư đã rời khỏi nơi này rồi. Hành động đi. Được, chúng ta cứ từ từ mà dọn xác thôi.
Chẳng bất đạo thắng. Không ngờ Đường Đường là độc dương mà đã trúng hổng châu ngũ yêu của bọn ta. Cái gì? Không ngờ ngươi không hề trúng độc. Các ngươi gì để giết ta mà tốn bao nhiêu tâm huyết của mình? Ta không diễn hết vở kịch này cùng các ngươi thì thật có lỗi với các ngươi rồi. Không ngờ dám dùng độc dương tử đằng qua với ta. Các ngươi đúng là ngu xuẩn hết mức. Ta một thân độc công sớm đã bách độc bất xâm. Bây giờ trong người các ngươi đã bị ta hạ kịch độc. Từ nay về sau bắt buộc phải nghe lệnh của ta. Nếu không thì ta lúc nào cũng có thể khiến độc trong người các ngươi phát tán. Nhất định sẽ khiến các ngươi sống không được mà chết cũng không xong. Xin độc dương đại nhân tha mạng cho bọn ta lần này đi. Để tình bọn ta đều làm gì cho cao công công. Sau này ta nhất định sẽ chỉ nghe lời một mình độc dương đại nhân thôi. Một đám phế vật, cút đi. Không sao chứ, không sao. Trước khi lâm chung, Tình ca ca đã cầu xin ta duy nhất một chuyện, đó chính là tha cho các ngươi. Ta có thể nói rằng tất cả các ngươi biết cách giải độc, nhưng ta có một điều kiện trao đổi. Thượng quan hoại, ta muốn phi đao bí tịch của ngươi. Không vấn đề gì. Ta sẽ giúp cho ngươi phi đao bí tịch. Thượng quan hoại, chỉ là bí tịch thôi mà, chẳng có gì đâu. Tính mạng quan trọng hơn cả, được chưa? Phi đao bí tịch này quả nhiên là tinh diệu. Được rồi, được rồi, đừng xem nữa, mau chóng cho tôi biết thuốc giải độc đi. Độc của ngũ yêu chỉ có công tôn vô thắng có thể giải được. Nếu trong vòng nửa tháng các ngươi không lấy được thuốc giải, tất cả các ngươi đều sẽ chết nơi này. Các ngươi từ từ mà giải độc đi. Mau lên. Lý Chính, quân sao vậy? Độc trong người ta bắt đầu phát tác rồi. Nội lực càng thâm hậu, trúng độc sẽ càng sâu hơn. Lý Chính à, đây là ngọc bội lúc nào tôi cũng mang theo. Mẹ hãy giao cái này cho mẹ của ta. Mẹ ta nhìn thấy cái này thì sẽ hiểu thôi. Mùi mau đi trước đi, cứ mặc kệ ta. Nếu không thì sẽ không kịp nữa đâu. Mùi đừng có giở trò nữa. Mùi muốn ta đi làm nhiệm vụ một mình. Nếu chết thì cùng chết, nếu đi thì cùng đi. Mùi muốn làm gì đây? Nội lực của ta không thâm hậu bằng huynh. Chúng ta mau lên đường đi thôi. Thưa quan hoại, huynh thực sự đã giao bí tịch cho cô ta rồi sao? Đông Vật, thì ra công tôn tiền bối mới giải được độc thôi. Kinh khâu của đệ tốt, phiền đệ đi một chuyến đi. Được, bây giờ ta sẽ đi ngay. Được. Mẹ nuôi, mẹ thấy trong người thế nào rồi? Mẹ phải gắng gượng lên nhé. Thái Nguyệt, con đây. Mẹ nói đi. Mẹ, trước khi mẹ chết, có một cô con gái như con, mẹ đã không còn gì để nối tiếc nữa rồi. Mẹ nuôi à, sẽ không có việc gì đâu. Mày đừng nghĩ như vậy nữa, phải cố lên đi mẹ. Chúng ta gắn thêm một chút thì sẽ thêm một phần hy vọng đó. Thái Nguyệt à, có thể nhìn ra Thượng quan công tử rất tốt với con. Con phải học cách trân trọng từ trước mắt của mình đi. Thương Thẩm, Thẩm thấy trong người thế nào rồi? Thượng quan công tử, Thái Nguyệt từ nhỏ đã không có cha mẹ,
cô đơn không nơi nương tựa. Công tử đừng nghĩ con bé bề ngoài lạnh nhạt, thật ra thì nó đều rất quan tâm đến tất cả mọi người đấy. Công tử nhất định phải giúp ta chăm sóc tốt con bé nhé. Tương Thẩm, ngươi yên tâm đi, ta đồng ý. Mẹ nuôi, mẹ nuôi. Nếu sẽ biết chị có ngắn ngủ như thế này, con thà rằng chưa bao giờ từng có. Thái Nguyệt, đừng quá đau buồn. Trương Thẩm trước lúc lâm chung có một cô con gái như cô bên cạnh, bà nhất định là sẽ được an ủi rồi. Từ từ thôi, thật sự ta không gắng gượng được nữa rồi. Khải Khải à, buồn buông ta ra đi, tự đi một mình đi. Quân dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi, ta không muốn đối diện một mình với bà công chúa đó đâu. Ta lệnh cho huynh phải cố lên. Khả Khả, mùi mau dừng lại đi. Làm thế này mùi sẽ chết đấy. Con chết thì cùng chết, ta sẽ không bỏ lại mùi một mình ở đây đâu. Chúng ta cùng lắm thì sẽ chết nơi này. Khả Khả, Khả Khả, Khả Khả, sao mày lại ngốc như vậy chứ? Tại sao đưa mùi về? Từ quan huynh, Thái Nguyệt cô nương, mọi người hãy gắng gượng lên đến khi ta trở về. Độc này phát tác đúng là không đúng lúc. Đi xem thử đi. Ai vậy? Làm thế nào bây giờ? Vô hắn vào phòng củi đi. Tỷ tỷ, thuốc này thật sự có thể giải độc sao? Thuốc này
là nguyệt thần cung chúng ta đặc biệt phá chế ra. Mặc dù không thể giải trừ toàn bộ độc chứng khí, nhưng ít nhất cũng làm chậm lại sự tàn phá của độc đối với cơ thể. Phải rồi, vô thường à, khi muội đi phát thuốc chứ phải nhắc nhở mọi người, mấy ngày nay tốt nhất là đừng ra ngoài, cái cửa trong nhà cố gắng đừng mở ra. Phải rồi, lúc nãy người trong thôn nói đã bắt được một kẻ khả nghi đang nhốt trong phòng củi. Được, ta biết rồi. Thuốc sắp xong rồi, chúng ta lấy thuốc ra đi, rồi chia cho tất cả mọi người. Thì cảm thấy sao rồi? Thuốc đã phát xong rồi, ta tin là có thể trì hoãn thêm thời gian. Thượng quan Hoại bây giờ đã thay ta tới các hồ để kiểm tra những bệnh nhân trúng độc nặng. Cũng hy vọng là Long ca ca mau trở về từ thiên nhai hải cát. Phải rồi, muội cũng mệt cả ngày rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. Vô thương, tay muội sao vậy? Ta không sao đâu, để ta xem. Độc của mùi. Ta không sao đâu mà. Không sao cái gì chứ. Đi, ta dẫn mùi đi nhận công trị thương. Không cần đâu tỷ tỷ, ta chịu được một chút sẽ không sao đâu. Tỷ nhận công trị thương cho ta sẽ khiến độc tố trong người tỷ lan nhanh thôi, sẽ làm liên lụy tới tỷ đấy. Không sao đâu, nội công của ta thâm hậu, ta có thể kiên trì tới lúc lòng giật từ thiên nhai cát trở về. Nhưng tỷ tỷ à, không như gì cả. Đi nào. Tập 20. Tránh ra, tránh ra một chút đi. Đây chính là mẹ ta. Tình hình không tốt lắm, phải lập tức bài trừ chất độc trong người ra mới được. Hay là dùng nội công của ta thử xem. Nội công của mụ chắc chắn không được đâu. Có lẽ tâm pháp nội công độc nhất của nguyên thần cung chúng ta, có thể thử xem nào. Nhưng sức khỏe của tỷ bây giờ không được đâu, không có gì nhân nhị cả. Một thêm tí nữa sẽ không thể cứu được đâu. Vậy nào. Mẫu thân, mẫu thân tỉnh rồi. Mẫu thân, vì của nô đệ cứu mẫu thân. Bồ Tát sống, Bồ Tát sống. Tỷ tỷ không phải là Bồ Tát sống gì cả. Tỷ không thể cứu nổi cái đống người như vậy đâu. Vô thương, đừng vô lễ như vậy. Những thôn dân của tình nhân trại đều tại chúng ta mới bị trúng độc, cứu họ là điều chúng ta nên làm thôi. Nhưng mà nếu bây giờ tỷ mà nhận công nữa, tỷ sẽ đẩy nhanh tốc độ phát tán trong người tỷ đấy. Tỷ sẽ không chịu nổi đâu. Tạm thời ta vẫn chịu được. Muội sắp xếp bọn họ lần lượt từng người đi. Cô đừng, cô mau đứng dậy đi. Đa tạ cô nương, đa tạ cô nương. Thế nào rồi, có sao không? Không sao, ta chống đỡ nổi mà. Nào, hai người nữa đi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ lại đi. Tình hình thế nào rồi? Công chúa yên tâm, công tử không sao rồi. Dù trúng phải độc, nhưng may mà có người đã hút đi nửa phần độc của công tử rồi.
Nếu không thì chất độc trên người công tử e rằng khó mà xử lý sạch được. Ngươi lùi xuống trước đi. Dân. Khả khả. Khả khả. Chính Nhi. Cha. Chính Nhi. Mẫu thân. Khả khả đâu? Khả khả đâu? Chính Nhi, cô không cần lo lắng. Khả khả cô nương đã không sao rồi. Mẫu thân của con đã mời người y xin giúp cô ấy rồi. Bây giờ cô ấy đang nghỉ ở trong phòng. Nhưng mà vì cô ấy dùng nội lực để hút nhiều chất độc quá nên phải nghỉ ngơi một thời gian đã. Chắc là không sao đâu. Cô ấy vì hút chất độc cho con. Không được. Cô phải đi thăm cô ấy. Chính Nhi, Chính Nhi à. Khả khả. Khả khả. Khả khả. Khả khả. Mùi sao rồi khả khả? Khả khả à, sao mùi lại ngốc như vậy chứ? Nếu mùi có bất trắc gì thì ta sẽ càng buồn hơn. Tỉnh rồi. Tiền bối, độc trên người cậu đã được giải rồi. Bây giờ cần phải nghỉ ngơi cho tốt đi. Nhưng rốt cuộc là người nào lại độc ác như vậy, để nhẫn tâm hạ độc gây gớm như vậy chứ? Nếu chậm trễ một chút nữa là e rằng toàn thân cậu sẽ thối rữa mà chết đấy. Tiền bối, Đồng thiếu hiệp, cậu làm gì vậy? Vẫn còn chưa khỏe mà. Không cần để như vậy đâu. Khẩn cầu hai vị tiền bối, có thể đi cứu huynh đệ thường qua hại của ta không? Vậy những người vô tội khác ở trong thôn sao vậy? Rốt cuộc sẽ là chuyện gì? Là như vậy. Chúng tôi đến với những chợ ở trong một cái thôn gọi là tình nhân trại. Kết cục không ngờ rằng chúng tôi là bị người của bọn hải quan mưu kế hãm hại. Bọn người con trâu vô yêu đã nghĩ cách để bắt được huynh đệ thường qua hại của ta, nên họ không tiếc gì mà thả khí độc ở trong thôn. Bây giờ khí độc này đã bao phủ hết cả thôn tình nhân trại rồi. Nếu còn kéo dài nữa thì e rằng trong thôn sẽ không có người nào sống sót được đâu. Trên đời này sao lại có người độc ác như vậy chứ? Thế nên giảng bối khẩn cầu hai vị tiền bối, bỏ về trong thôn cứu thượng quan huynh và cứu những người dân khác đi. Được, bọn ta lập tức đến tình nhân trại. Tỷ tỷ. Tỷ sao rồi? Cô đỡ hơn chưa? Ta thấy đỡ hơn nhiều rồi. Không sao đâu. Không sao đâu. Thái Nguyệt, muội tỉnh rồi. Cô đừng qua đây. Vô thương, hai người ra ngoài đi. Tỷ tỷ, cô ra ngoài đi. Không thể lây nhiễm cho hai người đấy. Vô thương, cô ra ngoài trước đi. Quỳnh cũng ra ngoài đi. Thái Nguyệt, ra ngoài đi. Thái Nguyệt, ra ngoài, cô đừng như vậy nữa mà. Bây giờ trong ta rất khó coi, ta không muốn Quỳnh nhìn thấy đâu. Thái Nguyệt à, cô bình tĩnh một chút đi mà. Hãy nghe ta nói đi. Bất luận muốn biến thành thế nào đi nữa thì ta nhất định không để sao mùi đâu. Sao lại đối xử với ta như vậy? Sao cô lại tốt với ta như vậy chứ? Ta thích mùi lâu lắm rồi, mùi vẫn không hiểu sao? Bất luận vẻ ngoài của mùi có lạnh lùng thế nào thì trong mắt ta mùi giống như con nhím vậy. Thế nên ta hy vọng những cái gai đó có thể bảo vệ mùi. Ta thương mùi.
Ta muốn bảo vệ tốt cho muội. Nhưng nhờ cái gậy đó của ta cũng sẽ làm hại đến huynh đấy. Nếu ta sợ bị thương thì chứng tỏ ta không đủ yêu muội rồi. Ta cũng hy vọng không có nhiều gai góc như vậy. Về cái gai của muội có là gì đâu chứ. Ngay cả chết ta còn không sợ mà. Thì gai trên người muội ta làm gì phải sợ chứ. Sao quên lại? Đau hay lắm. Ít thì có thể chứng minh trong tim của chúng ta đều có đối phương. Mẫu thân, Chính Nhi, sao con không nằm nghỉ ngơi để hoàng đi? Yên tâm đi mẫu thân, con không sao rồi. Không sao cũng phải nghỉ ngơi. Mấy ngày nay ở trong nhà dưỡng bệnh đi, đừng để sót lại bệnh gì hết. Mẫu thân, con có chuyện gấp, muốn nhờ mẫu thân giúp đỡ. Chuyện gấp gì đây? Bây giờ chỉ nhờ mẫu thân có thể cứu họ. Cứu ai? Tình hình của đại ca bây giờ rất nguy hiểm. Họ vì cứu con mới rơi vào tay của bọn hoàng quan. Con biết mẫu thân nhất định có cách cứu họ. Con vừa gọi ai là đại ca? Mẫu thân, con cầu xin mẫu thân đó, hãy cứu họ đi. Chính Nhi, con có phải bị cái gì che mắt rồi không? Con có biết đang nói gì không vậy? Mẫu thân, con rất rõ mình đang nói gì mà. Nếu như lúc này đại ca chết đi, con nghĩ cái đời này sẽ không yên, và cái đời này không ngắn đâu được đâu. Bởi vì cái người mà miệng mẫu thân nói rằng sẽ cướp đoạt mọi thứ của con đã liều mạng cứu con trong thời khắc sinh tử, thế thì ra sao chứ? Nói không chừng đó chỉ là khổ dụng cái để đạt được lòng tín nhiệm của con thôi. Mẫu thân, con chỉ hỏi mẫu thân một câu thôi. Rốt cuộc là cứu hay không cứu đây? Ta không cứu. Nếu mẫu thân không cứu thì con sẽ quỳ ở đây chờ tới lúc mẫu thân đồng ý thì thôi. Vậy con cứ quỳ đi. Mẫu thân, con cầu xin mẫu thân, vì con mà cứu thương qua hoài đi. Mẫu thân, Lý Chính, Khả Khả, cô tỉnh rồi. Sao cô ra đây vậy? Ta vừa tỉnh dậy nghe nói quỳnh quỳ ở đây nên lập tức qua đây. Vì mùi mau dậy đi, đừng ở đây gây rắc rối nữa. Đi mau đi. Nhưng mà muốn mất mạng hay sao mà dám xông vào đây? Công chúa điện hạ, ta mặc kệ người hận thương qua hoài thế nào, nhưng dù gì cô ấy cũng là quân đệ ruột của Lý Chính. Đó là sự thật không thể thay đổi được đâu. Hơn nữa, người cũng là công chúa một nước. Thượng quan hoại đó cũng xem như là một người dân trong nước mà. Bây giờ họ bị sát thủ hàng quan nhốt ở trong tình nhân trại. Ta cầu xin người đó công chúa, hãy cứu họ đi. Hỗn sự, ở đây có chỗ cho người nói chuyện sao? Mẫu thân, ta nói một lần nữa, các người muốn quỳ thì cứ việc mà quỳ đi. Mẫu thân, công chúa điện hạ, mẫu thân. Khả Khả, mùi mau dậy nghỉ ngơi đi, đừng ở đây gây náo loạn nữa. Ta lo lắng chết đi được. Ta ở đây được rồi, mùi mau dậy đi. Muốn quỳ thì cùng quỳ. Ta không tin mẹ của huynh đã nhớ tâm như vậy đâu. Mẫu thân, công chúa. Công chúa, tiểu gia nhân quỳ ở ngoài đấy. Nếu quỳ như thế này thì chỉ sợ là
Nhỏ. Mẫu thân. Thôi đi, thôi đi, đứng dậy đi. Mẫu thân, nếu mà người không đồng ý thì con nhất định không đứng dậy đâu. Được rồi, đứng dậy đi. Mẫu thân, người đồng ý rồi sao? Khả khả. Nào. Nào. Tuy huynh không chê bai, nhưng dù gì thì cái này cũng không đẹp đẽ gì. Sau này ta sẽ tìm một cái khăn che mặt để chị lại là được rồi. Sao trước đây chúng ta không nghĩ ra dùng khăn kim sa che mặt để ngăn cản khí độc nhập vào cơ thể? Tuy chưa chắc có thể ngăn được triệt để, nhưng chí ít cũng giảm bớt đi khí độc rất nhiều đấy. Như vậy độc phát tác bệnh cũng sẽ chậm lại. Để cho Long Dật và Công Tôn tiền bối có thêm tí thời gian. Phải. Vì chúng ta mau đi chia ra, nói cho mọi người biết đi. Được. Các vị nghe ta nói, chúng tôi tập hợp mọi người đến chỉ là muốn thông báo với mọi người là mau đi tìm một vài mảnh giấy xa hoặc là giấy tờ gì đó để che mũi miệng lại, giống như chúng tôi đây. Như vậy có thể giảm bớt lượng khí độc hít vào. Chỉ cần chúng ta cố gắng làm thêm một chút thì sẽ có thêm vài hy vọng. Phụng theo thánh chỉ của thượng quan, ở đây bị lây nhiễm dịch bệnh. Để ngăn chặn dịch bệnh lan tỏa, bây giờ phải phong tỏa đốt thôn. Tất cả mọi người, ai cũng không được ra ngoài. Chúng tôi không có nhiễm bệnh gì đâu. Các người dựa vào đâu mà đối xử với chúng tôi như vậy chứ? Trong thôn chúng tôi không có ai mắc bệnh gì cả. Ở đây vốn không phải là mắc bệnh dịch, mọi người chỉ là chúng độc mà thôi. Bắt tất cả bọn họ lại đi. Đừng động đậy. Đừng động đậy. Đừng động đậy, đứng đó đi. Lệnh bài giang hồ gợi ý đây. Ai dám động vào bọn họ? Lệnh bài gợi ý giang hồ. Đây chính là lệnh bài mà Tiên Hoàng đã ban cho hai phu thê ta đây. Chỉ cần đưa lệnh bài ra thì tất cả mọi người phải nghe lệnh của ta để xử lý mọi việc. Chắc chắn mọi người sẽ hiểu rồi chứ? Đại nhân, chúng ta phải làm sao đây? Lệnh bài gợi ý giang hồ này chúng ta nhất định không đụng vào được đâu. Ta có thể làm sao chứ? Giải tán đi. Đi. Các người không sao chứ? Chúng tôi không sao đâu. Đa tạ hai vị tiền bối. Đa tạ. Cũng may là các vị đến kịp lúc. Đa tạ. Không cần khách sáo như vậy đâu. Chúng ta mau đi bài trừ khí độc thôi. Đi thôi. Được. Đi nào. Lý Chính, thật ra huynh đối với ta rất tốt, nhưng mà ta lại thích đại ca của huynh. Ta xin lỗi. Khả khả, sao huynh lại tỉnh rồi? Sao ta lại ngủ quên mất như vậy chứ? Huynh ngồi ở đây trong ta suốt à? Dù gì ta không có việc gì. Phải rồi, bọn người từ quan hoài đâu?
Yên tâm đi, mẹ ta đã phái người y và người của triều đình đi cứu đám người của đại ca rồi. Vậy thì tốt rồi. Quân đã không ngủ cả đêm rồi đấy. Hay là về nghỉ ngơi đi. Ta ở đây một mình không sao đâu. Thật sự không sao chứ? Được. Vậy thì muội nghỉ ngơi đi. Ta về trước đây. Được rồi, bây giờ độc trong người ngươi đã được cứu giải rồi. Những vết thương bị lỡ này phải cần một thời gian dài mới có thể hồi phục được. Cảm ơn tiền bối. Điều tại ta không tốt. Nếu ta không phải dễ tin lời của Tử Đằng Hoa thì mọi người cũng không rơi vào tình cảnh như thế này. Sao có thể trách được đây chứ? Rõ ràng là họ chuẩn bị trước rồi. Bây giờ ta chuẩn bị chế thuốc giải đây. Các người hãy phân phát thuốc cho thôn dân đi. Công chúa, chuyện bản công chúa giao cho người làm thế nào rồi? Mong công chúa thứ tội. Khi chúng thuộc hạ đến phóng hỏa trên nhân trại thì không ngờ vợ chồng Công Tôn đã thôi ẩn danh hồ nhiều năm nay đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa họ còn lấy các người y lệnh ra. Đây là lệnh bài hoàng thượng ban cho. Vì nên chúng thuộc hạ bất đắc dĩ buộc phải rút lui đấy ạ. Lui xuống đi. Tạ ơn công chúa. Thế rồi mà vẫn không chết sao? Không ngờ lại có nhiều kẻ giúp hắn đến như vậy. Lúc trước ta thấy quan hệ với cô và Thượng Quan công tử không hề bình thường rồi. Rõ ràng trong lòng có tình cảm, nhưng mà ngoài miệng không hề thừa nhận chút nào. Nếu như khi ấy cô dứt khoát hơn thì hai người đã bên nhau rồi. Bây giờ không phải là chịu khổ sở của cô tình nhân đâu. Thực ra chính bản thân ta cũng không ngờ đến. Công tôn tiền bối, tiếc cô nương, người tới đúng lúc lắm. Mau giúp ta chăm sóc tiếc cô nương một lát đi. Ta ra ngoài một chút rồi vậy. Được rồi. Tiếc cô nương, xin lỗi cô. Tất cả là do ta quá chậm chạp mới khiến cô phải chịu nỗi đau đớn cắt da cắt thịt này. Quân đừng tự trách mình nữa. Chuyện này thực ra không trách được quân đâu. À phải rồi, giờ cô và Thượng Quan Hoại, dù sao cũng đã trải qua sinh tử cùng nhau. Chuyện sau này thì để sau này hắn nói đi. Được, như vậy cũng tốt. Nào, uống thuốc đi. Thuốc này ta phải uống đến bao giờ đây? Ta uống thuốc đến độ sắp ói ra rồi. Người y nói vết độc trong người muội vẫn chưa thanh trừ được, cộng thêm việc mấy ngày nay những cơn không điều độ, nên phải uống thêm một thời gian nữa mới hồi phục được. Ta thật sự uống không nổi nữa. Không phải quên cũng đúng độc sao? Hay là quên uống đi? Nếu mùi thấy thuốc này đắng quá, không muốn uống, thì ta có thể uống giùm mùi. Nhưng mà ta uống một ngụm, mùi uống một ngụm nhé. Thôi bỏ đi, ta tự uống vậy. Muộn rồi mà quên không đi ngủ. Đến chúng ta làm gì? Ta không ngủ được nên đến đây ngắm mùi thôi. Ngắm ta? Ba ngày chẳng phải quên thấy ta suốt rồi sao? Ba ngày gặp rồi thì buổi tối không gặp được sao? Được rồi, nếu thực sự quên không ngủ được thì ta có một chuyện khác. Tên Hàn Tuấn bị nhốt trong phòng cổ rất lâu rồi. Bây giờ quên định xử lý hắn thế nào đây? Hàn Tuấn, lần này ngươi và Ngũ Yêu đến tình nhân trại rốt cuộc là có mưu gì đây? Còn nữa, ta không thù không quán với ngươi, sao ngươi lại hết lần này đến lần khác muốn hãm hại ta vậy? Ta làm theo lệnh của người khác. Ai? Là Thái Nguyệt. Thái Nguyệt, tiền bối, thương thế của Thái Nguyệt ra sao rồi? Vết thương tiếng cô đương khá kỳ lạ, nội thương gây ra bởi chưởng lực của Hàn Tuấn,
chỉ là một phần trong số đó thôi. Một phần trong số đó. Đúng vậy. Nội công cô nương ấy liền là một loại nghịch hàm. Nội lực của cô ấy càng thâm hậu thì ảnh hưởng càng lớn đến vết thương. Tiền bối, hai người nhất định phải nghĩ cách cứu Thái Nguyệt đi. Nội thương của cô ấy ta vẫn chưa thể nghĩ ra cách chữa trị, nhưng ta có thể kìm hãm nó lại. Có điều nhất định phải dùng trứng của chim ưng làm thuốc dẫn thì mới có hiệu quả được. Ta đi. Ta cũng đi. Sùng Quang Huynh, cô trở lại đây chăm sóc tới cô nương đi. Cô Huynh ở đây, cô ấy sẽ yên tâm hơn. Còn nữa, ta biết ngọn núi ở gần đây có chim ưng đấy. Ta đã nói rồi, vậy chỉ cần một ngày là được rồi. Vậy đừng nói nữa. Bây giờ ta đi luôn đây. Huynh thấy sao rồi? Ta không sao đâu. Huynh đừng. Thái Nguyệt. Thái Nguyệt cô nương, cô không sao chứ? Ta tìm thấy rồi. Công tử tiền bối, ta tìm thấy rồi. Đây chính là trứng của chim ưng đấy. Ngươi quay về đúng lúc. Nếu chỉ muộn một chút thôi thì tính mạng của tiết cô nương sẽ gặp phải nguy hiểm rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi phối thuốc cho cô nương ấy đây. Cảm ơn tiền bối. Đông Vật đều bị thương rồi kìa. Không nghiêm trọng đâu. Vì thấy người cô nương, dù ta có nhảy vào nước sôi lửa bỏng thì ta không ngần ngại đâu. Cảm ơn đệ. Tiết cô nương phải tĩnh dưỡng thêm một thời gian, chắc chắn sẽ không có gì đáng ngại nữa đâu. Cảm ơn tiền bối. Tỷ tỷ, thuốc đây. Nào, uống một chút thuốc đi. Ta đi bôi thuốc cho Lộc Thiếu Hiệp trước đã. Tiền bối, Long Vật, cô nãy vì cứu ta mới bị thương như vậy. Bây giờ tôi muốn tự đi thăm cô nãy. Tiết cô nương, sức khỏe hiện giờ của cô không được phép đi lại đâu. Nhưng mà thế này đi tỷ tỷ, tỷ cứ nằm ở đây nghỉ ngơi cho khỏe đi. Cô đến thăm Lộc Thiếu Hiệp giùm tỷ, tiền thể bôi thuốc cho cô nãy luôn. Cảm ơn vô thương. Không có gì đâu. Long ca ca, vô thương, xin lỗi, tôi không biết Quỳnh đang. Không sao. Quỳnh có cần ta giúp không? Được. Có phải vết thương nặng lắm không? Vì đỡ hơn nhiều rồi, không có gì đáng ngại nữa đâu. Xin lỗi, ta băng bó không đẹp lắm. Không đâu, tốt lắm đấy. Quỳnh chậm thôi. Được rồi, cảm ơn cô. À đúng rồi, đây là thuốc bổ tôi dự sắc cho huynh. Nhưng lúc còn nóng huynh uống đi. Cảm ơn vô thương cô nương. Vậy ta ra ngoài trước đây. Đông đệ,
Cảm ơn đại đã cứu Thái Nguyệt mà không ngại nhất giả đi một chuyến, hơn nữa còn vì chuyện này mà bị thương. Ta mời đại. Thực ra huynh không cần cảm ơn ta đâu. Đó chính là ta cam tâm tình nguyện để cứu Tiết cô nương thôi. Vì ta không muốn để người mình thích bị thương. Không ngờ Long Đệ thẳng thắn như vậy. Vậy xem ra ta lại có thêm một tình địch rồi, đúng không? Có điều đó là trước cũng tốt, tuy chúng ta là huynh đệ. Có điều ta sẽ không vì tình bằng hữu huynh đệ mà ta bỏ qua người ta yêu đâu. Thứ gì ta cũng có thể nhường cho đệ, nhưng tình yêu thì không bao giờ nhường được đâu. Huynh nghĩ nhiều rồi đấy. Ta không muốn huynh nhường nhận ta thứ gì hết. Vì nếu khi huynh lưu bước thì cũng không phải là tình cảm thực sự. Lòng nhật ta dựa vào nỗ lực tình yêu của mình để có tình yêu thực sự mà thôi. Đúng rồi, lúc trước chẳng phải quân đã đồng ý sẽ là thi thí với ta sao? Hay là lần này chúng ta thi thí luôn ở đây đi. Ai thắng thì có thể theo đuổi Tiết cô nương, được không? Chuyện này cũng có thể quyết định bằng đánh nhau hả? Quả nhiên là phong cách của đệ. Có điều ta phải nói nghiêm túc một lần. Dù sau này thế nào, dù sao thì kết quả ra sao, thì cũng không thể vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình cảm của đại diện chúng ta. Cô yên tâm đi. Nói thật thì ta thấy có thể cùng yêu một cô nương với huynh cũng coi như là một loại duyên phận vậy. Giống như là ta cũng rất thích huynh vậy đó. Cái kiểu nghiệt duyên như thế này. Thôi xin cảm ơn đệ. Nào, không nói nữa, uống thôi. Nào, cạn ly. Bà nghe ta nói này, sau này chúng ta ngày nào cũng phải vận động một chút, như thế thì mới tốt cho sức khỏe được. Đứa bé này sao đã ngủ rồi chứ? Vô thương cô nương. Ông xem, tiền bối, cô cũng thật là lạ, ngủ thì ngủ trên giường chứ, cô ngủ ở đây sao có thể nghỉ ngơi thoải mái được? Không sao đâu ạ. Lúc trước chỉ có một mình ta, cô cũng như vậy đó. Ta tùy tiện quen rồi. Chuyện liên quan đến sức khỏe của mình không thể tùy tiện được đâu. Mấy ngày nay mọi người đều mệt mỏi lắm rồi. Nếu không nghỉ ngơi thoải mái thì dễ bị ốm lắm đấy. Trời lạnh rồi, ngủ thì không được mở cửa như vậy, dễ bị cảm lạnh lắm. Cảm ơn tiền bối đã quan tâm. Ta biết rồi. Được, chị cũng nghỉ ngơi sớm đi. Chúng ta đi trước đây. Hai vị tiền bối cũng nghỉ ngơi sớm đi. Nào. Nếu cháu gái của chúng ta vẫn còn thì chắc chắn cũng tầm tuổi vô thường cô nương này rồi. Bảo bối à, chỉ cần chúng ta vẫn còn sống thì cứ cố gắng, chắc chắn có ngày có thể gặp lại cháu gái rồi. Giờ độc tính cũng đã được giải rồi. Mọi người có dự tính gì chưa? Chúng tôi chuẩn bị rời khỏi Tinh Nhân Trại rồi tính sau. Mọi người đã quyết định rời khỏi đây rồi sao? Hay là quay lại thiên nhà hải khác với bọn ta nghỉ ngơi một thời gian đi. Chất độc của cô nương này vẫn chưa giải hết. Để cô nương ấy nghỉ ngơi xong thì hãy tính tiếp. Cũng được. Vất vả cho tiền bối rồi. Chuyện này không thể nào chậm trễ được. Chúng ta lên đường thôi. Vậy phải làm phiền hai vị tiền bối rồi. Thiên nhà hải khác. Đi thôi. Không ngờ nhanh như vậy mà chúng ta quay lại rồi. Hai vị lão tiền bối. Tiền bối tôi là được rồi. Không chấp nhận lão tiền bối đâu nhé. Ai già hả? Người mới già ấy. Người mới già ấy. Cũng đúng, ta già. Hai vị tiền bối, thực ra chuyện ta muốn nói là thiên nhà hải cát đương nhiên là rất tốt rồi, nhưng mỗi lần chúng ta đến đều rất tốn sức. Nếu không phải tốn sức như thế thì chỉ sợ bật cửa thiên nhà hải cát chúng ta bị đập hỏng cửa rồi. Con gà này dễ thương quá. Nó có tên đấy. Tên là Bao Tử. Bao Tử, lâu rồi không gặp. Bao Tử, hóa ra con gà này có tên nữa sao? Sao mày không quan tâm gì đến tao vậy? Được rồi, cứ để nó ở đây đi. Đi thôi, chúng ta vào phòng. Được rồi. Nào. Nào nào, cứ tự nhiên nhé.
Bức tượng gỗ này đẹp quá. Sinh động y như thật. Đây chính là tác phẩm của ta đấy. Nhà đầu này tên mắt thật đấy. Đây chính là tính vật định tình nằm đó phu quân tặng cho ta đấy. Quá ra y thánh nổi danh giang hồ lại lãng mạn như thế sao? Thế này thì có gì hiếm đâu chứ. Nhưng phàm là nam và nữ thì luôn có vật tính định tình mà. Người khác cũng có, vì sao phu nhân ta không có được chứ? Phu nhân à, đúng không nào? Quen lắm. Này, tính vật định tình của ta đâu? Từ xưa đến nay đều là nam tặng nữ. Đến lượt quân thì hay rồi, lại còn ngược lại sao? Chủ động đầu quà nữ nhân nữa chứ. Hơn nữa, chẳng phải ta đã tặng quân một con chuồn chuồn tre rồi sao? Nè, con chuồn chuồn tre đó là do ta tự tay cướp lấy mà. Còn nữa, tính vật định tình này phải tự tay mình làm ra thì mới thành ý được chứ, có đúng không? Không có. Nhỏ nhen. Con chuồn chuồn tre đó là do ta tự tay cướp lấy mà. Còn nữa, tính vật định tình này phải tự tay mình làm ra thì mới phải là có tình ý chứ. Ngày nào đại cũng xem bí tịch võ công, không chán sao? Nếu muốn luyện thành võ công này của chúng ta thì phải dồn khí vào đan điền. Thái Nguyệt, hôm nay sắc mặt muội hình như không tốt cho lắm. Hôm qua không ngủ ngon sao? Cũng tạm tạm thôi, muội nói dối. Có phải muội thấy không khỏe không? Không sao. Chỉ là tối qua trong phòng có muỗi nên là ồn ào quá, có lẽ vậy mà ngủ không ngon đấy. Quá ra vậy sao? Vậy thì đơn giản lắm, tối nay ta xuống muỗi với muội nhé, đảm bảo muội sẽ ngủ một giấc thật ngon, được không? Ta thấy là không cần đâu. Vì sao vậy? Vì sợ với nó muỗi đó thì huynh còn đáng sợ hơn. Cười gì thế hả? Có gì buồn cười đâu. Cả cô cũng cười ta à? Nhạt nhẽo. Thái Nguyệt à? Ăn đi nào. Tiền bối. Tí cô nương. Đến rồi à? Một thời gian không thấy chúng mà đã lớn như vậy sao? Nhớ khi đó may mà nhờ tiếng cô nương và thượng quan công tử đã nghĩ hết mọi cách để ấp chúng. Nếu không thì chúng sẽ không thấy mặt trời hôm nay đâu. Vậy nên con của họ là những con gà này sao? Đúng vậy, các bé đáng yêu, hãy mau gọi phụ thân thượng quan và mẫu thân Thái Nguyệt đi. Có phải đệ đã quên người thực sự ấp chúng ra đời hình như là ta với đệ mà? Vậy nên chúng là con của chúng ta mới đúng chứ. Tại với huynh, tại với huynh thì sao có con được chứ? Nào nào, 1, 2, 3, 4, mau gọi mẫu thân đi. Không được, gọi mẫu thân đi. Ta chính là nam nhân mà. Thôi được rồi.